Ngày 3 tháng 4, trao đổi với tuổi trẻ, Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Thị Thanh Hải, sinh năm 1993, nghi phạm đốt xe máy dẫn đến cháy nhà trọ ở Phú Đô làm một người tử vong, năm người bị thương. Theo công an, quá trình điều tra công an xác định Hải đã có chồng và con trai 5 tuổi. Hải và chồng con thuê trọ sinh sống trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Cả hai vợ chồng cùng làm nhân viên tại một nhà hàng. Chồng của Hải không hề biết chuyện vợ đang cặp kè với người khác. Như tuổi trẻ đã đưa tin, trước đó vào tối ngày 31 tháng 3, trên địa bàn phường Phú Đô đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong, 5 người bị thương, trong đó có hai trẻ em và một số tài sản bị hư hỏng. Quá trình điều tra xác định, dù đã có chồng con, nhưng cuối năm 2019, Trần Thị Thanh Hải có quan hệ tình cảm nam nữ với anh Hắc. Đến cuối tháng 1 năm 2022, Hải nói có thai, nhưng gia đình anh Hắc ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân từ đó Hải và anh Hắc nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Thậm chí Hải đã từng đến nhà trọ của anh Hắc, đập phá và đốt hai máy tính của anh. Do lo sợ và muốn tránh mặt, anh Hắc chuyển đến ở cùng anh họ là về tại ngõ 60, đường Phú Đô, phường Phú Đô. Từ đó, Hải nảy sinh mâu thuẫn với anh về và cho rằng chính anh là người ngăn cản, xúi dục Hắc chấm dứt tình cảm với mình. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.